chút nữa thì vẫn có sơ sót chứ không phải là không được chính xác 100%. Tài xế không, đấy là mình chăm lo sức khỏe của nó thì hàng nhập về á là sẽ lộn ở đây, sau đó thì mọi người xử lý. Đây là xử lý gọt bằng tay, công này thì anh sắp đi trước cái hợp đồng mà trước đây.